Chúng ta học bài ôn tập về biểu đồ trang 173. Bài số 1. Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm cây xanh trồng trong cây vườn trường, có thể dùng biểu đồ dưới đây. Đây, tên của nó là biểu đồ số cây do nhóm cây xanh trồng trong vườn trường. Cột này là cột dọc chính là số cây. Và ngang này chính là học sinh trồng. Số cây chúng ta thấy có là từ 0 đến 8, đúng không? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây. Số người trồng, học sinh trồng đó là tên học sinh trồng: Lan, Hòa, Liên, Mai, Dũng, 5 bạn. 1. Dựa vào biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi sau. A. Có mấy học sinh trồng cây? Có mấy học sinh trồng cây? Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái dòng ngang này, học sinh này. Chúng ta có thấy Lan, Hòa, Liên, Mai, Dũng là người trồng cây đúng không? Vậy thì có mấy học sinh trồng cây? Ta có thấy là 1, 2, 3, 4, 5. Vậy có 5 học sinh trồng cây. Mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây? Lan trồng được bao nhiêu cây? 3 cây. Hòa trồng được mấy cây? Chúng ta nhìn đây, chúng ta gióng sang đỉnh của cái cột này, gióng sang là 2 cây. Liên gióng sang là 5 cây. Mai 8 cây. Dũng 4 cây. Bạn nào trồng được ít cây nhất? Chúng ta thấy cái cột này thấp nhất, như vậy Hòa trồng được ít cây nhất. Bạn nào trồng được nhiều cây nhất? Cột này cao nhất. Và đây là cột của bạn Mai, vậy là bạn Mai trồng được nhiều cây nhất. D. Những bạn nào trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng? Những bạn nào trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng? Bạn Dũng đây. Vậy trồng nhiều cây hơn bạn Dũng là có 2 bạn. Hai cột này cao hơn cột của bạn Dũng, đó là bạn Liên và bạn Mai. Như vậy trồng nhiều cây hơn bạn Dũng đó là Liên và Mai. Bài số 2. Hãy bổ sung vào các ô còn bỏ trống trong bảng dưới đây. Kết quả điều tra về ý thức ăn các loại quả của học sinh lớp 5A. Ở đây có 3 cột. Cột thứ nhất là loại quả, có các loại quả cam, táo, nhãn, chuối, xoài. Cách ghi số học sinh trong khi điều tra. Ví dụ ở đây là táo, nhãn, chuối, đúng không? Số học sinh là có 5, 8, 3, 6. Số học sinh thì loại quả thích ăn loại quả cam thì có 5 này. Số học sinh thích ăn loại táo thì có 8 này. Số học sinh thích ăn nhãn thì có 3. Số học sinh thích ăn chuối là có bao nhiêu? Chúng ta điền vào đây. Số học sinh thích ăn xoài là 6. Vậy cái cột nào còn thiếu thì chúng ta điền. Cột này chúng ta phải điền, đúng không? Cột này chúng ta phải điền. Cột này chúng ta phải điền. Đấy. Thì cách ghi số trong điều tra thì mỗi một vạch này chính là 1. Là 1. Đây thấy là có 1, 2, 3, 4 và cái vạch này nữa là 5. 53 là 8. Vậy là 8 học sinh. Ta điền vào đây là bên cột số học sinh là 8. Nhãn ở đây là 1, 2, 3. Ta điền số 3. Chuối ở đây ta sẽ đếm xem có bao nhiêu. 4 vạch và 1 vạch nữa là 5. 5 nữa là 10. 10 nữa là 15. 15 1 nữa là 16. Vậy chỗ này ta điền là 16. Vậy có 16 học sinh thích ăn chuối. Ta điền số 16 ở đây. Hai cái ô trống này chúng ta cũng phải điền. Cam ở đây là 5 học sinh, vậy chúng ta sẽ điền mỗi một vạch là 1 học sinh. 1, 2, 3, 4 và 5 thì người ta sẽ không viết 5 vạch mà người ta 4 và gạch chéo một cái nữa, chính là 5. Đấy. Xoài là 6. Vậy là 1, 2, 3, 4. 4 này, 5 này, đúng không? Và một vạch nữa là 6. Ý B. Dựa vào bảng trên, hãy vẽ tiếp các cột còn thiếu trong biểu đồ dưới đây. Ở dưới đây là vẽ cam là bao nhiêu người thích ăn, học sinh thích ăn, đúng không? Táo là bao nhiêu người thích ăn, nhãn bao nhiêu người thích ăn, chuối, xoài bao nhiêu người thích ăn. Đấy, ở đây có cam với nhãn với xoài thì tôi đã vẽ đúng rồi. Còn táo và chuối nữa, chúng ta sẽ vẽ xem táo là bao nhiêu người ăn, chúng ta sẽ vẽ cái cột này. Ở đây ta có táo. Ta nhìn thấy từ 0 đến 2. 4, 6, 8. Từ 0 đến 2, 2 đến 4. Thì cam thì có 5 người thích ăn. Vậy thì từ 0 đến 2 có nghĩa là một cái ô to này chính là
chính là hai người, chính là hai học sinh, đúng không? Hai ô là 4, vậy thì 5 người sẽ là 2 ô rưỡi, 2 ô và một nửa của ô này nữa, đúng không? Chính là 2 ô rưỡi, chính là 5 học sinh. Thế giờ táo là bao nhiêu học sinh? Chúng ta nhìn trên. Táo là có 8 học sinh, vậy chúng ta sẽ vẽ 8. Ta thấy số 8 thì đúng đến đúng cái vạch này, đúng không? Vạch đậm này, 8. Ta sẽ vẽ. Và cái cột này cho thấy là rộng 1 ô. Rộng 1 ô. Vậy ta sẽ vẽ rộng 1 ô. Chúng ta có thể tô màu xanh vào đây. Tiếp theo, nhãn là ta vẽ rồi. Xoài rồi, còn chuối thôi. Chuối chúng ta nhìn lên trên. Chuối thì là có 16 người. Vậy chúng ta vẽ 16. Cao là 16. Ta thấy là 16 đây, đúng không? Dóng xa đúng bằng cái đường kẻ đậm này. Dóng xuống đây, ta kẻ thẳng xuống. Độ rộng nó của một cột đấy nó chính là 1 ô. Ta sẽ tô màu nó. Chúng ta muốn không ra ngoài, chúng ta sẽ dùng cái thước kẻ. Đấy, chúng ta đặt tới đây. Tô sẽ không bị ra ngoài. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài số 3. Bài 3 khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thức chơi thể thao, chơi các môn thể thao của 40 học sinh. Học sinh thích đá bóng có khoảng A. 5 học sinh, B. 9 học sinh, C. 25 học sinh, D. 20 học sinh. Chúng ta nhìn sang đây, chúng ta chú ý chữ học sinh thích đá bóng nhé. Thì ta thấy là đá bóng đây, chạy đây, đá cầu đây, bơi đây, đúng không? Các môn thể thao. Thì ở đây người ta hỏi là đá bóng có khoảng là bao nhiêu? Bao nhiêu trong cái A, B, C, D này? Tổng số học sinh là 40 học sinh. Vậy thì một nửa của số học sinh đấy chính là 5, là chính là một nửa của số học sinh là 20 học sinh. Vậy ta sẽ chia một nửa ra, đúng không? Thì một nửa nó sẽ là đây, cái nửa bên này, đúng không? Vậy thì bóng đá sẽ chiếm một nửa và chiếm thêm một cái phần này nữa. Vậy nó sẽ hơn một nửa. Vậy nó sẽ là 25 chứ không phải là 20. 20 thì nó sẽ là một nửa, mà bóng đá nó sẽ chiếm hơn một nửa. Vậy nó sẽ là khoảng 25 học sinh chiếm cái phần là nhiều nhất, đúng không? Số phần nhiều nhất ở đây. Đấy, số phần nhiều nhất. Và nhìn vào đây chúng ta cũng có thể là thấy được là chạy hay đá cầu, bơi thì là khoảng bao nhiêu học sinh, đúng không? Ví dụ như thế. Đá bóng là nhiều nhất, rồi đến bơi, rồi đến chạy, rồi đến đá cầu. Vậy thì số học sinh đá bóng là sẽ là 25 học sinh, khoảng 25 học sinh chứ không phải là 20, không phải 5, không phải 9. Vì 20 học sinh này nó sẽ là một nửa của 40 học sinh rồi. Một nửa thì nó phải là một nửa này. Và cái bóng đá này nó chiếm hơn một nửa. Vậy thì nó phải là 25 học sinh. Để chúng ta sẽ khoanh vào ý C.